vô thì nó có độ nó béo thịt là đúng rồi, thịt thơm đúng rồi. Đây tấp mỡ, mỡ ở đây ăn vũ hai chị. Rồi lên ra. Rồi, mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nhé. Tối hôm nay, bây giờ là khoảng 6 giờ tối nhé. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Bùi Hữu Nghĩa. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn chia sẻ với quý vị một cái quán ốc mới mở ở trong một cái con hẻm ở đường Bùi Hữu Nghĩa nha quý vị. Thì nói là con hẻm nhưng mà cái con đường này người ta mới làm á, cũng khá là rộng rãi. Đấy, xe ô tô đi được nhé. Đường này là nhà nước người ta mới mở. Thì đây là con đường Bùi Hữu Nghĩa nhá. Con đường Bùi Hữu Nghĩa này thì Kinh cũng đã chia sẻ với quý vị mấy cái quán bún bò ở đây rồi, ăn rất là ngon. Và hôm nay thì Kinh chia sẻ với quý vị một cái quán ốc, nó nằm ở trong con hẻm này này. Rồi chúng ta sẽ đi vào, Kinh sẽ đi vào cho quý vị nhá. Từ cái đường chính Bùi Hữu Nghĩa mà đi vào cái quán ốc này nó nằm khoảng là 70m. Đây, mình đi vào cái con đường này này. Nói là đường hẻm nhưng mà nó rất là rộng nhá. Đường này là xe ô tô đi là ngon lành luôn. Đấy, cái quán ốc của chúng ta nó nằm ở ngay cái ngã ba ngã tư nhỏ nhỏ trong nó đấy. Đây, Kiên đang đi vào để cho quý vị xem này. Nếu mà quý vị mà đi á, thì mình định vị Google á, thì nó hơi khó tại vì ở đây người ta mới mở đường á. Đấy, ở đây là ngay cái ngã tư luôn này. Nói là hẻm thì thực ra không phải là hẻm đâu mà là con đường đó quý vị. Đây là ngay ngã tư luôn này không? Thì cái quán ốc của chúng ta nó nằm ở ngay cái ngã tư luôn. Đây, đây là cái quán ốc Cô Ba mới khai trương ngày hôm nay luôn nhá. Đây, quán ốc Cô Ba mới khai trương ngày hôm nay này. Khai trương ngày 3/3/2021, phục vụ từ 16 giờ đến 22 giờ. Đấy. Thì quý vị cứ đi đến ngay con đường Bùi Hữu Nghĩa. Sau đó thì quý vị quẹo vào cái con hẻm này, lát nữa thì Kiên sẽ ghi cái địa chỉ ở bên dưới phần miêu tả nhá, và để lại số điện thoại. Quý vị nào mà đi ăn thì có thể là không biết đường thì mới có thể là gọi số điện thoại cho cô, thì cô sẽ chỉ đường cho mình đi, hoặc là mình đi quen thì mình cứ đến đường Hiếu Nghĩa mình quẹo vào cái là tới liền, rất là dễ tìm được. Cái con đường này cũng khá là rộng rãi, có vỉa hè luôn nha quý vị. Cái đường này ngày xưa nó là một cái rạch á, là một cái cống á, là một cái rạch mương á, nên là giờ là nhà nước người ta cải tạo lại thành con đường rất là đẹp luôn, trong hẻm giờ thành mặt tiền luôn nhá. Đây, cái quán ốc này nằm ngay cái nhà khá là cao nhá. Đây, cái nhà này rất là cao, nhà rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ lại đây là xem có những loại ốc gì nhá. Đây, quán ốc Cô Ba này khai trương là ngày hôm nay luôn này. Hôm nay là ngày đầu luôn á, ngày đầu khai trương luôn. Đậu xe thì có chỗ đậu xe bên này này. Đấy, và có chỗ ngồi ở ngoài vỉa hè thì đây cũng có ba cái bàn ngồi ngoài này cũng khá là mát mẻ luôn. Em chào chị. Đây, chị đang làm ốc đây. Thăm chị em. Dạ. Ở đây hôm nay mình mới khai trương luôn hả chị? Đúng rồi, hôm nay chị mới khai trương. À, mới khai trương luôn. Ngày đầu tiên khai trương. Ngày đầu tiên luôn hả? Ngày đầu tiên mà tay nghề lắc chảo thấy cũng điêu luyện đó hả? Điêu luyện không? Tập điêu luyện tập, trước khi khai trương chị ấy tập dữ lắm luôn à. À, trước khi khai trương là tập dữ lắm đúng không? À. Ở đây là mình có những loại ốc gì nhỉ? Chủ yếu là... Ở đây em thấy là có ốc hương này ha. Ốc hương này, rồi càng ghẹ này, rồi sò lông này, ốc tỏi. Rồi ốc tỏi này, rồi ốc bưu này, đây này là sò điệp, đây này là sò điệp này, cái này là ốc nhung, bên này là ốc mỡ. Đấy. Có bạch tuộc ngon nha, bạch tuộc nhưng mà ốc cà na. À, cái này là ốc cà na này quý vị. Này là ốc móng tay. Này là ốc móng tay. Này sò huyết. Đấy, nghêu. Hào.
này là bạch tuộc tươi luôn, sò dương. Đấy. Ốc tỏi xào ốc len nữa, ốc len nữa. Ở đây là mình bán giá sao nhỉ cô nhỉ? Sao em? Ở đây mình bán giá như thế nào cô? Bán giá ở đây là từng 35 ngàn. Ôi sao rẻ ta? Không, chỉ có ốc hương, ốc mỡ thì là càng rẻ là 50. À. Ốc còn lại là 35. Ủa, giá rẻ bất ngờ luôn á. Tại vì có thấy ở đây là quận 1 chạy qua đây là rất là gần đúng không? À. Quận 1 chạy qua cầu Bùi Hương Nghĩa là coi này là gần đúng không? Mà giá 35 ngàn như kiểu giá sinh viên vậy ha. Ở đây cô là cô ba à cô? À đây là cô chủ nha quý vị. Cô ba. À nhưng mà đây là lấy tên cô đúng không? À cô là mẹ của chị. À đây quán ốc cô ba, cô là cô ba đấy. À ở đây là tất cả các loại ốc đều là 35 ngàn một phần, chỉ có ốc hương và ốc mỡ càng ghẹ là 50 thôi. Đấy. Ở đây thấy là ốc tươi ngon không cô ha? À, hôm nay là ngày đầu tiên mình khai trương luôn. À, ở đây á, thì mình đi là mình đi qua cầu Bùi Hương Nghĩa hoặc là mình đi cái chợ Bà Chiểu chạy xuống, nhưng mà đường ngược chiều đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà mình nếu mà đi đường cầu Bùi Hương Nghĩa là đi sang đây là nó tiện đường hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Có cái con đường này là người ta mới làm cái mương đúng không? Cái mương mới mở. À, ngày xưa là cô đi đường này đi ra hả? Cô đi ra Đinh Tiên Hoàng. À. Ở cái đường này đi ra Đinh Tiên Hoàng được đúng không? Hoàng. À, cái hẻm bao nhiêu Đinh Tiên Hoàng cô? Hẻm 128. À, hẻm 128 Đinh Tiên Hoàng là chạy thẳng vào là tới đúng không cô? À. Hôm nay con đi 259 Bùi Hương Nghĩa. À, còn cái hẻm này là hẻm 259 Bùi Hương Nghĩa. À, có nghĩa là mình đi từ Đinh Tiên Hoàng được này, đi Bùi Hương Nghĩa được này. Rồi đi chợ Bà Chiểu qua cũng được. Đấy là 3 4 đường đi luôn. À, đây nó cũng khá là rộng rãi, nhìn bên trong nhưng mà thấy là đường cũng rộng ha cô ha. À, ở đây mình ngồi phía dưới này cũng được nhỉ? Đúng rồi. À, ngồi trong nhà cũng được này. Đúng rồi. Chỗ có thoải mái ha. Ở đây là thời gian bán của mình là như thế nào cô? 4 giờ bắt đầu bán. 4 giờ bán. Bán đến mấy giờ cô? Tầm là tới 10 giờ. 10 giờ là nghỉ. Dạ. Vậy ngày đầu khai trương thì con chúc cô và các chị là buôn may bán đắt nhá. Hôm nay chờ con sẽ lại xem chị chế biến món ăn. Dạ. Coi ở hôm sau có gì làm thì em bỏ em làm chị. Đây là chị đang làm ốc hương trứng muối à? Đúng rồi. À, ở đây mình chế biến được nhiều món không chị? Thì những món cơ bản thôi, ốc hương trứng nè, như là xào bơ tỏi nè. Dạ. Xào me. À. Hấp như là có khi hấp Thái nè, có dạ. Hấp tiêu. Hấp tiêu, hấp Thái. Ừ. Hấp tiêu, hấp Thái, hấp xả. Dạ. Yeah. Ừ. Vậy là cũng khá là nhiều món ha. Ừ. Cũng như là nếu mà một loại ốc á thì mình có thể chế biến được nhiều món. Dạ. Yeah. Ừ. Từ tầm đến 4 đến 6 con. Dạ. Yeah. Nói chung là đến đây tha hồ món để quý vị có thể lựa chọn nhé. Đây là cái menu này. Đây là cái menu ở đây này. Quay cái menu cho quý vị xem nhé. Đấy, menu đấy, quán ốc cô ba, đây cái địa chỉ này, địa chỉ cũng như là số điện thoại là đây nha quý vị. Quý vị nào mà không mình đến mình tìm không được thì mình có thể gọi điện thoại thì cô sẽ chỉ đường cho mình nhé. Đấy, đây là có ốc mỡ, ốc hương này, ốc mông tây, ốc bưu, giá 30, 40, 50, chung là giá từ 30, 40, 50. Đấy, có hộp thịt lộn luôn này, có giá nước ngọt, nước suối, bia luôn. À, cái này có bạch tuộc cơ anh. Đúng rồi, muối ớt đỏ. À, bạch tuộc mà... được pha chế vào công thức gia truyền. À, gia truyền luôn hả? Chỉ có tài lên vân gì, chỉ có tài lên vân gì, ốc cô ba, ốc cô ba, ốc cô ba. Quảng cáo dữ vậy. Quảng cáo siêu luôn á. Có đây nó về đêm. Đây quý vị nào mà ở gần ở bên quận 1 này hay là ở Bình Bình Thạnh có thể là qua đây thưởng thức ốc cô ba. Đấy, nhìn cái tủ ốc này rất là nhiều loại ốc để quý vị có thể lựa chọn. Chị xếp rất là đẹp luôn, ngăn nắp và sạch sẽ này. Ốc thì nhìn thấy là rất là tươi.
thì lát nữa tươi hay không thì lát nữa mình ăn thì mình sẽ cảm nhận. Bây giờ thì mình thấy nhìn mắt thường là mình thấy là nó sạch sẽ, nó ấy thì mình cảm nhận là nó rất là tươi nhé. Đấy, chị thấy cái tủ không? Cái tủ là bên bên dưới là nó trống nhá, và chị bên trên là một cái giá để đỡ mấy cái rổ ốc này, là nó thấy là sạch sẽ. Cái bọc nhỏ là gì ạ? Bọc nhỏ phía trong á, em hỏi bà ba coi. Ừ đúng rồi, bỏ nước tiêu ớt vô. Đây, bên này là mình có thể ngồi bên này này. Ngồi bên này thì mình cái không gian cũng rất là đẹp luôn á. Treo mấy cái bóng đèn đó quý vị. Nói chung là không gian cũng rất là đẹp, thoáng mát. Ở đây có một cái cây ở đây có cái cây xanh, cái trái này là chiên ăn lại ngon lắm này. Đây nước sốt chấm thay, nước sốt chấm gia truyền à. Đây này là có cái menu trang trí khá là đẹp luôn. Đây quý vị ơi, Kiên đang ngồi với lại mấy anh chị khách gọi là khách VIP của quán. Hôm nay mình sẽ hỏi cảm nhận của mấy chị ăn ốc ở đây, chị cảm nhận sao chị? Chị ăn ốc ở đây thì cảm nhận sao? Rẻ ngon. Dạ, rẻ và ngon đúng không? Đúng rồi. Tại vì em nghĩ là quận 1 qua đây rất là gần luôn á. Nhưng mà giá ốc chỉ có 35, 40, 50 thì em thấy là rẻ ha. Quá rẻ luôn ha. Xuất sắc luôn anh. Xuất sắc luôn rồi chị. Nu mà béo mà tươi. Em phải khẳng định là ốc là sống hoàn toàn. Dạ. Mà có con cho kèm nữa nha. Anh cảm nhận sao anh? anh cho một câu thôi. Anh nói một câu thôi. Ngon, rẻ. Rẻ ngon. À, em ở quận 7 qua đây. Dạ. Quận 7 luôn anh. Dạ đúng rồi, xa. Qua đây lần đầu tiên ăn thử món ốc bên đây thì ngon. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chị cảm nhận sao? À, mình ở Thủ Đức. Ồ, Thủ Đức luôn hả? Thất độ. Trời ơi. Ở thành phố Thủ Đức luôn. Đúng rồi. Thành phố mới. À. Ở đây đồ ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngon bổ rẻ, ok. À. Còn anh cảm nhận sao? À, nói chung là những cái món ở đây là ok. Dạ. Không có gì để mà bàn cãi hết. Dạ. Về cái độ mà độ sống sánh và cái độ mà mà vừa miệng á. Dạ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Giá sao anh? Giá. Giá. Giá hả? Dạ. Quá rẻ, quá rẻ. Oh my god. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ok. Còn anh cảm nhận sao anh nhờ? Thôi cũng ăn đi rất nhiều quán ốc rồi. Dạ. Cũng thấy quán này cũng nhiều cái món. Dạ. Thì cũng nhiều cái món ốc. Có uống vô quán ốc. Dạ. Cũng là hỏi em xem đi. Dạ. Món này thì làm ăn bán gì làm gì đúng cho. Dạ. Cảm giác đi, không gian ở đây thoáng mát. Ngồi ngoài này thoáng mát anh nhỉ? Thoáng mát, mà bản thân tôi cũng ở chỗ cũng tự nhiên thôi. Dạ. Cũng bình thản. Dạ. Tôi đi bán người. Anh đồng ý gì là tay chém người rồi. Vừa có miếng có trái cây nữa. Chém thoáng mát. Em có chút sữa. Xưa đây cũng là bình tĩnh. Dạ. Giờ nó mở đường. Giờ mở đẹp. Lại bình tĩnh. Giờ nó thấy là tốt hơn cho cái món gì dài vậy? Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em rờ cái ông kêu dính rồi nhưng mà chả vậy. Anh cho cảm nhận đi anh. Quay đường mặt nữa. Ngon nha. Ngon. Bổ nha. Rẻ nha. Ốc cô ba nha mấy má. nghe là bắt được 6 đấy. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc các anh chị ngon miệng nha. Rồi,
1, 2, 3, vô. Nhớ đăng ký kênh em nha. Nhớ like và subscribe đúng không? Dạ. Yeah, ok. Dạ. còn sống là ngày bỏ đây vô thùng đá là đông đem vô đây luôn. À. Chứ không nó qua xử lý mà ở chợ mà vậy nước muối rồi hao nhâm gì. Đây là bạch tuộc và sống, nghĩa là mình lấy trực tiếp từ ở ngoài từ thuyền người ta đem về đúng không? Bắt đầu có là sau đó mình gấp giá mình đưa vào đây luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nên bạch tuộc ăn rất là ngon. Ngọt. Nó không có tuộc nó tươi đúng không? Đúng rồi. Nó tươi. Không? Thơm đúng không? Này anh muốn ngộ gì là bắt đầu phải đưa ra cho khách muốn ăn chấm gì là khách chấm. À. Chứ không có ướp gì. Tại nó tươi mình nướng mỏi là ngon, không có cần qua gia vị. Nó có chạy hay bỏ bớt gì nè. Này quý vị thấy không? Khách rất là đông luôn nhá. Hôm nay là ngày đầu khai trương mình thấy là khách rất là đông luôn. Nhi lấy giùm anh mấy trái cà tím. Đây là nước sốt nhà chị làm hả? Đúng rồi. Cái này là nước sốt xào là sao? Gọi là nước sốt thần thánh á, có nghĩa là một món chỉ cần bỏ nó vô thôi, không cần nêm nếm gia vị gì hết. Ủa, nước sốt thần thánh là sao ta? Em nghe. Tại vì mấy khách hàng của chị nói vậy đó. À, cái hàng của chị nói là nước sốt thần thánh hả? Ừ đúng rồi. Cái món này nó tác dụng như nào? Một món ăn á, em cứ xào thì chỉ cần bỏ cái nước sốt đó vô là được. À bỏ vô là có nghĩa là không nó cần sẽ nêm gì nữa hết. Gia vị nó sẽ, đúng rồi. Sẽ ngon rồi nhá. Đúng rồi. Nó sẽ quyện với ốc, nó hạt với ốc. Chị thử quấy lên xem. Đây là nước sốt thần thánh của chị này. Đây. Cái này chị chuẩn bị lâu không? Cái này chị chuẩn bị không lâu. Cái này chắc pha nhiều gia vị lắm ha. Đúng rồi, có nghĩa là trước khi mà mở quán thì chị cũng tìm hiểu. Hôm nay là ngày khai trương, cũng may là cũng có nhiều khách tới ủng hộ. Dạ. Quá đi đồ. Ồ. Có lâu mới gặp em vậy đấy hả? Lương đồng. Lên đồng luôn này anh. Ồ. Cái này là lươn sống luôn, lên đồng luôn. Bia. Con gái. Cho bia bàn này. Lươn to quá trời luôn. Bia ơi, mấy lồng vậy? Hả? Hai lồng. Bằng mình hả anh? Hai. Cái này nấu gì anh? Này nướng mồi. À nướng mồi luôn hả? À. Ba người rồi qua bàn kia chị vừa đủ chỗ luôn. Nhanh. Ủa mẹ, ở bên đâu cái bạn anh Tâm kêu gì rồi? Dạ đúng rồi, vừa. Ok, vừa. Cho bà Tư một cái đem vừa nữa. Tiên một cái hương chấn muối đó anh ơi. Hai hương chấn muối anh ơi. Có tài lắp đảo lắm mạnh nha. Út cho con hai dĩa là bên bạn của bé ấy. Bé Hưng. Rồi, ai kêu gì nữa? Mẹ lấy giùm con 12 con sầu huyết mẹ ơi.
xưa là chị làm gì chị? Chị á hả? À. Ngày xưa chị làm bên quán, nhưng mà bây giờ chị làm bên hộp câu cá. À. Nhưng mà chị cũng có nấu ăn này không? Chị không có nấu này, bên hồ đó thì không có nấu này, nấu những món mẫu với món xào món cuốn. Mà tại sao chị lại ra thì mở quán ốc như này? Chắc chị có duyên với cái này, tại vì tự nhiên gặp cái món ốc này thì chị giống như là mình thích á, rồi cái tự nhiên mình suy nghĩ ra gì cái nước nước chấm nước sốt á. À. Ừ, thì nhìn thấy nó hạt. Dạ. Chứ không có ấy là sao quý cho không 10 12 con đây mẹ. Là mình yêu thích rồi mình ra mình mở quán mình bán luôn ha. Đúng rồi, đây là mặt bằng nhà nữa. Mặt bằng nhà mình. Ừ. Luôn. Cho nên cái đó nó cũng dễ. Dạ. Không tốn tiền mặt bằng này nữa. Đúng rồi. Đây, tàu quý trái tỏi nhìn hấp dẫn không? Dạ. Tóp mỡ vô. Đây. Chín rồi ha. Chín rồi em. Tàu quý ăn tái tái mới ngon. Dạ. Xong. Rồi, giờ đến lượt em đi chợ nhá. Rồi, giờ con làm một cái, cô làm con một phần ốc hương này. Ốc hương xào tỏi, trái tỏi. Mình trái tỏi đi. Với lại một cái nghêu hấp xả đi. Nghêu Thái ngon lắm. Nghêu Thái đây ngày nghêu Thái đúng không cô? À, nghêu Thái đi. Nghêu hấp Thái không. À, cô hấp xả cho con thích hấp xả hơn. Dạ. Cái con này thì bán bao nhiêu cô? Cái này á 30.000 một lạng. À cái này là 30.000 một lạng đúng không? À con. Còn cái này là bán sao? À sao anh sao dương nhiêu con? Sao dương 30.000 một con. À 30.000 một con. Tỏi thì 20 em. À. Lấy hai con này đi cô. Dương hai con. Hai con đi, hai con sò dương này. Sò dương em nướng một hành nữa. Nướng một hành đi. Một hành ha. Rồi ốc này bao nhiêu con? Ốc đó 20 em. À. Lấy hai con này nướng nữa. Tỏi. À, nướng tỏi đó. Nướng nước mắm hả? Nướng. Cái này nướng hành đó. Nướng hành. À nướng mắm đi, nướng mắm đi. À. Đây là mấy món rồi cô? 4 món. 4 món rồi đúng không? Bốn món rồi giờ ăn món nướng đi. Bò lâm nướng mỡ hành hoặc là ốc bươu nướng tiêu. Ốc bươu nướng tiêu đi, con một cái ốc bươu nướng tiêu nó là xong ha. Rồi con làm một con nhá. Rồi là 5 món rồi đấy. Rồi mình kiếm chỗ ngồi nha quý vị. Đây là cái bàn mà Kiên ngồi đây quý vị. Cái view rất là đẹp luôn nhá. Bên dưới này có ba bàn các cô các chú ngồi bên dưới này. Phía trước là cây sake rất là mát luôn. Cái này là có các cô đang làm bếp ở đây. Đấy. Rồi món đầu tiên lên là món ốc hương cháy tỏi. Đây món ốc hương cháy tỏi nha quý vị. Cái này mình lấy cái rau này cho mình quay cho quý vị xem này. Đấy, ốc hương cháy tỏi nhá. Cái phần này là 50.000 nhá. Ốc hương với lại càng gậy. Với lại một cái món nữa là 50.000, còn đâu là 35 đến 40.000 một đĩa nhá. Em thấy là cái giá ở quận 1 á, cái giá cái ở đây thì không phải quận 1 nhưng mà từ quận 1 chạy sang đây rất là gần luôn. Qua cầu Bùi Hữu Nghĩa là sang bên này rất là gần luôn. Nên là quý vị nào ở quận 1 mà muốn ăn ốc ngon bổ rẻ thì có thể qua đây nhá. Rồi kính mời quý vị nhá. Khai trương cái món ốc hương này trước nha quý vị. À đây quý vị ơi, đây là món đầu tiên của Kiên này. Kiên gọi 5 món cơ nên là ăn là hôm nay là ăn tẹt bô luôn. Và cái giá này thì giá rất là rẻ luôn. So với mặt bằng là chung là mình gần quận 1 như này. Rồi, thì mời quý vị nhá. Kiên ăn cái này là cái
nước sốt nè, cái này có cả trứng muối nữa, có tóp mỡ này, rồi có tỏi này. Nói chung là nước sốt rất là đặc biệt, nãy chị nói là nước sốt thần thánh á. Bên này là có nước chấm này và muối tiêu chanh. Xin mời mời các bạn nha, quý vị và các bạn nha. Ốc rất là tươi luôn, nêm nếm gia vị vừa ăn nhé. Ốc hương này hơi bị to luôn này. Ốc hương này không phải size nhỏ đâu, size này là size vừa này. Nó con này to này. Wow. Rồi, kính mời quý vị nhá. Đây là con sò dương này quý vị, đây, mới vừa nướng mới hành xong này. Bên này là hai em ốc tỏi, đây ốc tỏi nhá. Cái này là 20.000 một con này, còn sò dương là 30.000 một con. Ốc tỏi này thì là nướng nước mắm, còn sò dương là nướng mỡ hành nhé. Đấy. Giờ thấy hấp dẫn không? Rồi giờ mình sẽ thử nhé. Rồi kính mời quý vị nhé. Này sò dương nướng mỡ hành, bên trên là một cái lớp đậu phộng này rất là bùi quá. Này mình chấm lại cái chấm thêm muối tiêu chanh. Thịt rất là dai và ngọt, quá là xuất sắc luôn quý vị. Ăn mà phê luôn, nó cái thịt nó dai mà nó ngọt thơm ấy. Chấm với lại nước mắm xem nào. Nói chung là 30.000 một con là xứng đáng đồng tiền nha. Thịt thơm tươi dai mà rất là nhiều thịt nè, một con mà hai bên luôn. Cái nước này béo à. Nó bùi lắm. Wow. Nó có ngọt kìa. Thank you.
ngon, rất là nhiều thịt nha. Hình như còn thiếu cái nghêu nữa. Dạ. Đây, đây là một đĩa ốc bươu nướng nước mắm luôn. Đây, giờ Kiên sẽ thử cái ốc bươu nha quý vị. Bươu nướng nước mắm. Rồi, kính mời quý vị nhé. Thịt rất là thơm và ngọt. Nó rất là tươi nha. Dạ. Ngon quá. Dạ. Rất là ngon luôn. Hết rồi, xong rồi. Đây quý vị ơi, đây là cái món cuối cùng của kênh, gọi là món này, món nghêu hấp xả. Đấy, nghêu hấp xả quý vị. Rất là thơm luôn. Rồi, xin mời quý vị nhé. Rất là thơm luôn quý vị. Mình rất là thích cái món nghêu hấp xả. Nãy giờ mình ăn 5 món. Nhưng mà thấy ốc ở đây không? Nào, mình thấy là rất là tươi. Ốc tươi và sạch sẽ. Gia vị đêm nến thì vừa ăn nhá. Quý vị nào mà có dịp hãy ghé đây thưởng thức một lần nhé. Wow, ngon quá. Nhiều nên là rất là mập. Anh thấy là cái nước của nó nước ngọt. Rồi bây giờ khách quá đông luôn rồi. Khách rồi. Kín luôn quý vị. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý vị anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video này nhé. Kiên sẽ để cái địa chỉ bên dưới phần miêu tả để quý vị có dịp quý vị ghé thưởng thức. Rồi, xin cảm ơn và chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé. Rồi, xin chào. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.